Kính chào các bạn ngày hôm nay 21 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cúm Vũ Hán, Trung Quốc mua chuộc châu Âu chống Mỹ. Khi châu Âu trở thành tâm điểm của dịch cúm Vũ Hán, Bắc Kinh đã tăng cường hỗ trợ, cam kết giúp đỡ từng chính phủ trong khối châu Âu trong lúc khẩu chiến với Mỹ. Đây là kết quả của một cuộc chiến tâm lý mà Trung Quốc xem ra đang có giành thắng lợi trong bước đầu và ít nhất trong thời điểm này, theo nhận định của tờ Times đã đăng tin. Đài tiếng nói nước Pháp AFI đã nhận định như sau. Đây là cơ hội bằng vàng để Trung Quốc tô điểm lại hình ảnh của mình, đồng thời đào sâu chia rẽ tại châu Âu giữa Mỹ và châu Âu hiện nay đang diễn ra. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiếp xúc với các nhà lãnh đạo châu Âu để quảng bá chiến lược vành đai và con đường của ông ta. Đối với Bắc Kinh, vươn lên với tới châu Âu là một nỗ lực leo trở lại vào vai trò lãnh đạo quốc tế sau khi đã thoạt đầu che đậy bệnh dịch khiến kiến Vũ Hán lan tràn ra khắp thế giới bắt nguồn từ Trung Quốc. Về mặt địa chính trị, động thái của Bắc Kinh tự dán nhãn cho mình hình ảnh như vị cứu tinh của châu Âu nhằm cải thiện vị thế trên sân khấu kinh tế quốc tế khi cả đôi bên đang có xích mích với chính quyền Mỹ do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo, theo tờ Times chia sẻ. Tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả việc Bắc Kinh triển khai hàng loạt viện trợ y tế sang châu Âu là nỗ lực con đường tơ lụa y tế, nối dài sáng kiến vành đai và con đường về cơ sở hạ tầng và thương mại mà Trung Quốc đã vạch ra. Cùng với các nỗ lực được quảng bá rầm rộ của nhà nước Trung Quốc dành cho Ý, các công ty tư nhân cũng giải viện trợ khắp châu Âu nhân danh Bắc Kinh hầu đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc từ Pháp cho đến Ukraine. Trong bối cảnh châu Âu gặp khó khăn vì dịch bệnh, tờ báo của Pháp Le Figaro đặc biệt ghi nhận sự kiện Trung Quốc tung chiến dịch ngoại giao khẩu trang, tựa bài phân tích trên trang quốc tế này đã ghi như vậy. Đối với tờ Le Figaro, tình trạng rối loạn y tế mà dịch cúm Vũ Hán đang phát triển tại châu Âu tạo giữa Hoa Kỳ là cơ hội bằng vàng cho Bắc Kinh để đánh bóng lại hình ảnh bị hoen ố sau khi những cái sai sót ban đầu trong việc xử lý dịch bệnh bùng lên tại Vũ Hán và những thông tin đã bị che đậy và cuối cùng dẫn đến hậu quả là cả thế giới đang phải gánh chịu điều này. Cũng theo tờ Le Figaro, dịch cúm Vũ Hán đã phơi bày những vết rạn nứt trong nội bộ của châu Âu cũng như giữa châu Âu với Mỹ thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, những cái nứt mà Trung Quốc đã khoét rộng hơn nhiều năm nay. Đây là bảng thống kê số liệu cúm Vũ Hán vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. So sánh châu Âu và Trung Quốc cho thấy tổng số ca nhiễm bệnh là 120.865 người và tử vong là 5.981 người của châu Âu đã thấp hơn gấp rưỡi với Trung Quốc. Tờ Le Figaro trước hết cũng nêu bật một loạt cử chỉ của Trung Quốc đối với các nước đang bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng cúm Vũ Hán, như tặng cho nước Pháp 1 triệu chiếc khẩu trang, cử 300 bác sĩ qua Ý cùng với trang thiết bị để giúp chống dịch, cung cấp thiết bị hay trợ giúp y tế cho hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế từ Nhật Bản, Pakistan cho đến Lào, Thái Lan. Và tại châu Âu, ngoài Pháp và Ý, Bắc Kinh cũng ra tay giúp đỡ nhiều nước vùng Ban Căng, đặc biệt là Serbia. Chuyên gia Natasha thuộc Viện Nghiên cứu Lloyd của Úc đã cho rằng đây là một cái tát vào mặt liên minh phương Tây, đặc biệt là liên minh giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Viện trợ mà Trung Quốc dành cho Ý nổi bật lên thành một điểm tốt, đối nghịch với những tin đồn về những nỗ lực thô bạo của Trump để giành lấy một loại vaccine từ một phòng thí nghiệm của Đức. Điều đó rất tốt cho hình ảnh của Trung Quốc. Thực ra nhu cầu về khẩu trang trong nội địa Trung Quốc không đủ dùng trong nước, nhưng họ vẫn tung khẩu trang ra thế giới. Đối với tờ Le Figaro, dù là nhà sản xuất khẩu trang số 1 thế giới, Trung Quốc hiện vẫn phải đối mặt với sự thiếu hụt loại phương tiện bảo vệ này, dù vì nhu cầu cực lớn tại các thành phố của châu Á. Thế nhưng Bắc Kinh đã tăng sản lượng gấp 10 lần trong vài tuần bằng cách huy động tối đa guồng máy công nghiệp của họ. Và từ mức 10 triệu chiếc mỗi ngày vào đầu tháng 2, trong vài ngày sản xuất Trung Quốc đã tăng vọt lên đến 54 triệu chiếc
vào ngày 22 tháng 2, trước khi đặt kỷ lục là 116 triệu đơn vị mỗi ngày kể từ ngày 29 tháng 2. Kỳ tích công nghiệp này đã có thể thực hiện được nhờ việc huy động các đại tập đoàn sẵn sàng chuyển đổi công việc sản xuất như tập đoàn dầu hỏa Sinopec hay thậm chí cả Foxconn của Đài Loan thường sản xuất iPhone cũng chuyển sang sản xuất khẩu trang. Đây là hình ảnh Twitter của bà Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ghi rằng người dân Ý hô vang câu cảm ơn Trung Quốc và quốc ca Trung Quốc. Thực ra điều này sai sự thật vì dân Ý đang hát quốc ca nước họ và cũng không có hô cảm ơn Trung Quốc như bà đã chia sẻ. Trong bối cảnh sự gia tăng sản xuất ngoạn mục này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa khổng lồ của quốc gia đông dân nhất thế giới này, với 530 triệu người công nhân viên của Trung Quốc cần khẩu trang mỗi ngày, Bắc Kinh vẫn đang thúc đẩy các nhà công nghiệp đáp ứng nhu cầu toàn cầu vì đã đánh hơi được cơ hội kinh tế và ngoại giao. Trước lúc nổ ra cuộc khủng hoảng cúm ở Vũ Hán, Trung Quốc là nhà sản xuất một nửa khẩu trang của hành tinh và đang cố tăng thêm thị phần. Thế nhưng, theo tờ Le Figaro, các nước châu Âu, trong đó có Pháp, sẽ phải tìm nguồn cung ứng khác và nhất là dựa vào chính mình để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân của mình trong trường hợp khẩn cấp như hiện nay. Le Figaro đã quyết luận như sau. Đó sẽ là một bài toán hóc búa khác cho giới lãnh đạo phương Tây, những người đã chuyển cơ sở sản xuất cho Trung Quốc và hiện đang phải trả giá đắt cho sự lệ thuộc công nghiệp vào Bắc Kinh. Hôm 18 tháng 3 năm 2020, Đại sứ Trung Quốc tại Athens đã giao hơn 50.000 khẩu trang cho Bộ Y tế Hy Lạp. Tập đoàn Alibaba và quỹ Jack Ma cũng tham gia không vận hàng tiếp tế tới Bỉ và Ukraine. Và Sứ quán Trung Quốc loan báo viện trợ đang được đưa tới Pháp, Bulgaria và Slovakia cũng nhận được viện trợ, trong khi Chủ tịch Trung Quốc cũng đã hứa với Thủ tướng Tây Ban Nha rằng Bắc Kinh hỗ trợ nước này chống dịch bệnh. Đây là hình ảnh tối ngày 18 tháng 3 năm 2020, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng nước Đức đang đối diện với thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai vì dịch cúm Vũ Hán và kêu gọi người dân đoàn kết. Các nước khác trong lúc này cũng đang quay sang Trung Quốc như Greece, Luxembourg và ngay cả Na Uy cũng kêu gọi Bắc Kinh ủng hộ hoặc đang cân nhắc tới việc này. Việc Trung Quốc đề nghị đóng góp cho châu Âu nói chung và cho từng nước thành viên trong khối là hết sức được cảm kích. Một phát ngôn nhân của châu Âu được Times dẫn lời như vậy. Tuy nhiên, châu Âu xem sự hỗ trợ này mang tính cách đối ứng vì khi Trung Quốc cần giúp đỡ, châu Âu đã nỗ lực hết lòng cứu trợ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lưu ý rằng châu Âu đã quyên tặng 50 tấn thiết bị cho Trung Quốc hồi tháng Giêng khi bà lên tweet đăng tin Trung Quốc loan báo sẽ cấp 2 triệu khẩu trang phẫu thuật, 200.000 khẩu trang N95 và 50.000 bộ xét nghiệm sang châu Âu. Bà Pocetti, nhà phân tích tại Viện Mactor ở Đức chuyên nghiên cứu về Trung Quốc cho rằng lúc này hãy còn quá sớm để biết rằng việc Trung Quốc vươn tới châu Âu có mang lại tác động lâu dài hay không. Nhà nước độc đảng Trung Quốc và hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh thường bị đánh giá hết sức tiêu cực tại châu Âu. Nhưng hành động của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng hiện nay có thể giúp Bắc Kinh chinh phục được một số người ở đây. Và Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu. Bắc Kinh tuần này vừa trục xuất hơn một chục ký giả người Mỹ, trong khi cũng tìm cách đánh lạc hướng những chỉ trích về cách xử lý bệnh dịch của họ. Đây là hình ảnh chụp Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, ông đã 3 lần ghi chữ Viên Trung Quốc, Green China trong một ngày. Tổng thống Trump nhiều lần gọi là Viên Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Ông cũng cấm cửa những ai tới từ châu Âu để ngăn ngừa bệnh dịch khiến châu Âu rất bức xúc. Tại họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 3, giải thích lý do vì sao gọi là Viên Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump khẳng định đó là tên gọi chính xác vì nó có phát nguồn từ Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc đã thông tin sai lệch rằng quân đội chúng tôi mang viên về nước họ. Đây là thông tin sai, tôi phải gọi là viên này bằng cái tên mà nó xuất hiện đầu tiên hơn là tranh luận với họ. Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, do đó tôi nghĩ đây là một cụm từ rất chính xác, ông Trump nêu lên. Và ông nói tiếp, thế giới đang phải trả giá đắt cho những gì họ, tức là Trung Quốc, đã làm. Ông Trump nói, đề cập đến tuyên bố của ông rằng
các quan chức Trung Quốc đã không chia sẻ thông tin sớm hơn về sự bùng phát của cúm Vũ Hán sau khi nó được phát hiện ở Trung Quốc. Ông nói tiếp, lẽ ra nó phải được ngăn chặn ngay tại nơi khởi phát ở Trung Quốc. Ông đã nói trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng như vậy. Và ông lập luận rằng các quan chức Mỹ có thể có thêm hành động nhanh hơn giá như ban đầu chính quyền Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin về bệnh dịch xuất phát từ thành phố Vũ Hán. Vào hồi cuối tháng 1 năm nay, ở Trung Quốc có một tin đồn liên quan đến việc quân đội Mỹ phát tán viên trong thời gian tổ chức Thế vận hội quân sự tại Vũ Hán đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các kênh thông tin của đại lục. Đây là hình ảnh ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người đã viết trên Twitter công khai cáo buộc quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh tới Vũ Hán. Trong nước Trung Quốc có một bài viết thông tin rằng nơi ở của các tuyển thủ Mỹ khá gần với chợ hải sản Hoa Nam. Tuyển thủ Mỹ biểu hiện khá kém trong trận đấu và thời gian lần đầu tiên viên chuyển sang người trùng khớp với thời gian kết thúc Thế vận hội quân sự. Và kết luận đây là bằng chứng cho thấy quân đội Mỹ đã phát tán viên vào Trung Quốc. Tổng hợp những tin đồn này, vào ngày 12 tháng 3, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã viết trên trang tweet cá nhân bằng tiếng Anh, công khai cáo buộc quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh tới Vũ Hán, đồng thời yêu cầu chính phủ Mỹ phải đưa ra lời giải thích. Bất bình về thái độ này, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vào ngày 16 tháng 3 đã điện đàm với ông Vương Nghị, Vương Khiết Trì phản đối mạnh mẽ về việc tung tin đùn đẩy nguyên nhân dịch cúm Vũ Hán cho Mỹ. Ông nhấn mạnh như sau, hiện nay không phải là lúc phát tán những thông tin không đúng sự thật và những tin đồn giả dối, mà là lúc các nước cần đoàn kết để chống lại mối đe dọa chung. Cũng vì thế nên Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên nhắc tới viên Trung Quốc trên trang Twitter của mình. Ông nói, Hoa Kỳ sẽ tăng cường hỗ trợ các ngành chịu đựng ảnh hưởng nặng nề từ viên Trung Quốc, như ngành hàng không, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Về thái độ và âm mưu của Bắc Kinh đang muốn thay đổi lịch sử của nạn dịch Vũ Hán, cư dân mạng cho rằng nói cúm Trung Quốc vẫn không đủ chuẩn xác, mà nên gọi là cúm của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đúng, bởi vì chúng được tạo ra dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng nhằm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Và họ nói thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải trả giá đắt cho việc cúm Vũ Hán đã đang và sẽ tiếp tục hủy diệt loài người. Các bạn vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.